Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe và suy niệm tin mừng ngày thứ tư sau Chúa Nhật Bốn Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy vì tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em Đoạn tin mừng hôm nay là những câu kết trong chương 12 của tin mừng theo Thánh Gioan Là phần kết thúc sứ vụ rao giảng công khai của Chúa Giêsu theo tin mừng Gioan Qua đoạn tin mừng này Dường như ta thấy sự thất bại của Chúa Giêsu trong việc rao giảng của Ngài Kết cuộc của một đời rao giảng là việc người ta không tin, người ta chống đối nếu có ai đó có tin vào ngài thì cũng chỉ một niềm tin non kém, một sự nhát đảm, không dám tuyên xưng niềm tin của mình vì sợ những người do thái khai trừ khỏi hội đường. Đứng trước hoàn cảnh đầy đau thương đó, Chúa Giêsu vẫn không nản lòng, không thất vọng. Ngài vẫn một mực nói lên chân lý mà ngài đã nhận từ Chúa Cha. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Ngài vẫn khẳng định cho dân chúng về nguồn gốc thần linh của Ngài. Ngài và Chúa Cha là một. Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Một lần nữa Ngài khẳng định chính Ngài là ánh sáng cho trần gian. Bất cứ ai tin vào Ngài thì sẽ không ở lại trong bóng tối. Sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian này là để mặc khải cho con người biết về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và con đường để bước từ thế giới của tối tăm vào thế giới của sự sáng, nghĩa là được cứu độ. Nhiệm vụ của Ngài đã hoàn tất ơn cứu độ cho con người. Bây giờ tùy thuộc vào việc người ta tin và đón nhận Ngài vào đời mình hay không. Trong ngày sau hết, sự cứu rối hay luận phạt sẽ đến với mỗi người tùy vào thái độ đón nhận hay từ chối Chúa Giêsu và lời của Ngài hôm nay. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Mỗi ngày trong đời sống hiện tại, Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta quay trở về với Ngài mỗi khi chúng ta xa ngã. Chúa vẫn mở ra những nẻo đường để dẫn chúng ta từ bóng tối của tội lỗi của xa ngã vào ánh sáng của sự sống. Mỗi người chúng ta có biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận chính Chúa vào cuộc đời mình để Ngài biến đổi đời ta, giúp chúng ta bước đi trong nẻo chính đường ngay? Hay ta vẫn chôn vùi đời mình dưới ách nô lệ của bóng tối và sự dữ? Ta được mời gọi trả lời với Chúa mỗi lần ta đối diện với lời của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vạch ra cho chúng con một con đường đi vào cõi ánh sáng cõi sự sống đó là tất cả dự định và sự quan phòng yêu thương của chúa dành cho chúng con chúng con cảm tạ ơn chúa và chúng con xin chúa đừng để chúng con lãng phí ân huệ và tình thương mà chúa đã dành cho chúng con nhưng xin cho chúng con biết lắng nghe và bước đi theo chúa mỗi ngày trên con đường chúa đã dọn sẵn cho chúng con amen